alo Ok hello xin chào tất cả anh em ngày mới tháng mới nhé Hôm nay là ngày 2 tháng 9 thì mình vẫn chưa livestream lại cho nên hôm nay sẽ tiếp tục làm một cái video để update tình hình thị trường hiện tại đặc biệt là sau cái việc mà thị trường đã đóng cây nến tuần cũng như là cây nến tháng 8 vừa qua và video này mình sẽ update cái plan cho anh em có thể hình dung ra được một số các cái nhịp sóng trong một vài ngày sắp đến cho đến khi mình sẽ bắt đầu quay trở lại livestream vào hết cái dịp lễ ngày 2 tháng 9 này, tức là mình sẽ bắt đầu livestream lại vào lúc 10 giờ ngày 4 tháng 9, à, hai hôm nữa nhé, hôm nay là ngày 2, ngày mai là ngày 3 thì mình vẫn off và đến ngày 4 thì mình sẽ bắt đầu livestream lại với anh em. Rồi, à, thì trước mắt là chúng ta vừa có một cái cây nến tháng 8 đã đóng xong và tháng 8 chúng ta là một cái tháng khá là khốc liệt khi mà thị trường đầu tháng 8 nó đã dập cho anh em mình một cái pha về 48.800 đúng không? Và sau đó là một cái pha rút chân lên Như thế này Và chúng ta đã có một cây nến tháng à, Về các bạn hình thái nến thì nó tương đối tốt một chút à, Nhưng mà à, cái volume thì nó sẽ không có được quá là cao Và đặc biệt là liên tục trước đó là những giai đoạn xả hàng đó, Ở trên đỉnh giảm dần từ 7x về 6x rồi lại về 5x Và kết quả, kết quả là chúng ta đã có một cái cây nến tháng đóng ở khu vực là 58.900 Mặc dù với một cái hình thái nến là cái... À, rút chân lên như thế này Tuy nhiên là cái việc mà giá nó có thể là kiểm tra lại cái vùng đáy này ở trên cây nến tháng là cái điều không thể uh, không tính toán đến Tức là nó vẫn có khả năng về test lại cái vùng là 50 hoặc là đâu đó là 48, 49 là vẫn có nhé Hoặc là có thể trong trường hợp xấu nó tạo ra một cái râu nến thấp hơn cả cái râu nến trước Và sau đó nếu mà có hai cây nến tháng rút chân lên Tương tự như cái hình thái, thái nến của cái cây nến tháng 8 này thì chúng ta mới gọi là có một cái nhịp chắc chắn được còn lại đây chỉ là một cái cây nến thì chúng ta chưa thể nào mà kết luận quá nhiều và đặc biệt trước đó là một cái vùng khá là trống thanh khoản thì trong cái trường hợp xấu thì mình nghĩ là nó vẫn có thể là về test lại một số các cái vùng fibo của cây nến tháng này và ở đây thì anh em thấy là đối với cây nến tháng vừa xong thì chúng ta sẽ có cái vùng fibo 50 cũng là cái vùng mà hiện tại giá đang nó đang cố gắng neo giữ ở đây là 57.000 và 57.500 Đấy. Cái vùng 57.000 này thì ở cái video mà ngày thứ bảy uh, update với mọi người mình đã có nhắc đến rồi Thì anh em nào xem cái video đó thì mọi người cũng đã có thể biết là hiện tại giá nó đã về đến cái vùng hỗ trợ 57.000 này Nhưng mà uh, đó là mấy cái điều kiện cần Còn điều kiện đủ hiện tại ở đây chúng ta vẫn chưa có bất kỳ một cái dấu hiệu nào thực sự gọi là tốt để mà chúng ta có thể là tự tin vào các cái lệnh long Cho nên là cái vùng này để mà long thì vẫn đang rất là khó nhé Tí nữa đi vào cái khung nhỏ thì mình sẽ nói chi tiết hơn nhưng mà ở đây thì trước mắt nó đang nằm ở hỗ trợ thì chúng ta cứ quan sát thật kỹ ở đây để xem thử thì nhìn nó như thế nào. Đấy. Còn lại ở đây thì 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 rất là khó để mà chúng ta có thể là đánh một cái lệnh long. Đấy, thực sự là như vậy, tại vì cái xu hướng trước đó nó quá là xấu đi. Và đối với cái nhịp này thì vẫn có khả năng là nó sẽ về, giả sử nó test tiếp thì nó sẽ về cái vùng kế tiếp chúng ta quan sát là 55.200, tức là Fibo 68, tức là Fibo 3 hai đấy, là Fibo 68 thì nó có thể là về đến đây. Đó là ở trên khung nến tháng thì anh em cần phải lưu ý. Ở trên khung nến tuần thì chúng ta thấy là vừa có một cây nến tuần cũng khá là xấu xong là một cặp nến phun lực bán nhảy xuống, trong khi trước đó là một cái cặp nến phun lực mua. À thì tuần này là lại có một cây nến phun lực bán và cái 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 giá đóng cửa này nó vượt qua khỏi cái giá mở cửa của cái cây nến tuần trước đó. À, cho nên là chúng ta thấy là cái 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 nhịp đi của nến như thế này rất là khó chịu và cái lực bán này nó vẫn loanh quanh ở đây và tiếp tục đè giá đi xuống. Cho nên ở cái đoạn này và đặc biệt là nó thông khỏi cái đường MA 34 thì chúng ta nên hạn chế long trừ khi nào ở trong những cái khung ít nhất là ở trong H4 nó có những cái dấu hiệu rõ ràng thì chúng ta mới vào các các cái lệnh long. Được Đó là ở trên khung tuần. À, khung ngày thì chúng ta thấy là à, rõ ràng hiện tại thì các cái vùng hỗ trợ bắt đầu bị phá nhé cái vùng hỗ trợ bắt đầu bị phá ở đây chúng ta thấy là cái vùng hỗ trợ nhẹ ở đây này 57.500 này bắt đầu bị phá qua à nó đã bắt đầu bị phá vỡ qua và uh, tiếp tục có khả năng là đi tìm về dưới các cái vùng đáy kế tiếp là 54 hoặc là 55.000 đấy cây nến ngày vừa xong cũng là một cây nến ngày khá là xấu Tuy nhiên là cây nến mà nằm ở ngày thứ hai thì đôi khi nó vẫn hơi trap một tí tức là nó sẽ cố cố gắng đạp giá và tạo cái hình thái nến không có được đẹp để cho Ờ uh, có một cái giá đóng cửa ấy, thì nó sẽ không có phản ánh chính xác quá về cái cái xu hướng của giá cho nên chúng ta cứ nên quan sát một chút. Còn lại ở đây trước mắt mà nếu không có một cái lực mua nào tốt nhảy vào thì chúng ta thấy là cái vùng đáy này 57.500 nó đã bị phá qua và khả năng cao là nó sẽ nếu mà phá qua thì khả năng sẽ tìm về tiếp cái vùng hỗ trợ tiếp theo đó là ở quanh cái vùng 55.000. Và cái vùng 55 thì cũng là cái vùng Fibonacci 68 mà lúc nãy mình vừa nói với mọi người rồi. Đó đây là ở trên nến ngày nhá và nến ngày rất là xấu và nằm giữa cái đường MA34 và 89 H4 thì chúng ta cũng không có khác cái gì đâu vẫn đường tương tự thôi và ở đây thì tiếp tục là nó đã hình thành một cái xu hướng một cái nhịp giảm dần các cái đáy nó liên tục bị phá qua và các cái đỉnh tạo ra các cái đỉnh thấp dần Đấy. cho nên là chốt lại thì chung quy ở cái vùng này chúng ta chưa thể nào mà chúng ta đến long được chưa thể nào giảm đến long được Đấy. Từ khi nào nó về đến cái vùng hỗ trợ ví dụ như là 55.000 mà có những cái cây nến H4 như cái cây nến này. Đây có cây nến mua như thế này thì chúng ta mới có thể vào khung nhỏ để chúng ta tìm tín hiệu long. Còn nếu mà không thì thôi. Đấy, chúng ta cứ nên thuận theo xu hướng của thị trường đó là xu hướng giảm thì cứ chờ cây lên để mà xeo xuống thì nó sẽ an toàn hơn nhé. Về nhịp này thì đa số uh, khung nhỏ thì chúng ta sẽ khá là dễ đến và anh em cứ nên thuận xu hướng thôi. Ví dụ như đêm ngày hôm qua nó có một cái pha quét lên đến MA89 ở trên khung 30 phút rồi sau đó là một cái pha giảm xuống rất là sâu thì anh em có thể là vào điểm sót ở đây hoặc là như bây giờ thì anh em có thể là chờ nó test lại tiếp cái vùng MA 89 này ở trên 30 phút hoặc là chờ test MA 200 ở trên 30 phút rồi sau đó chúng ta lấy điểm để chúng ta xót xuống để thuận theo xu hướng của thị trường thì đánh uh, SCAP như thế nó sẽ dễ hơn và đặc biệt những cái ngày gần đây thì thanh khoản thị trường nó cũng khá là kém cho nên là cái biến động giá của nó cũng không có quá là nhiều thì thành ra là chúng ta có có thể là đánh cứ đánh scalping từng cái lệnh nhỏ như thế ăn vài trăm giá rồi ao hoặc là stop loss chúng ta cũng đi stop loss rất là ngắn thôi một vài trăm giá nếu mà không thuận lợi chúng ta cứ cắt và chờ các cái entry mới còn lại về xu hướng dài thì mình nói rồi hiện tại mới đầu tuần và đầu tháng nhưng mà mọi thứ nó đang diễn biến cũng khá là xấu và chưa có bất kỳ một cái tín hiệu nào quá tích cực để cho chúng ta thấy được mà là một cái nhịp tăng thực sự mạnh ở trong tháng 9 này và kỳ vọng là chúng ta sẽ trải qua tháng 9 này uh, có những cái pha điều chỉnh và sau đó kết thúc tháng 9 này để đi vào cái tháng 10 là thông thường thì cũng là một cái giai đoạn phát triển và tăng trưởng của toàn bộ thị trường. Đấy, hôm nay là ngày 2 tháng 9 thì có thể là một vài ngày tới chúng ta sẽ chứng kiến một vài các cái nhịp giảm của thị trường thì cũng đừng có quá bất ngờ đối với những cái nhịp đi này. Về cơ bản thì nó vẫn đang đi sideways ở trên các cái khung lớn thôi. Đấy, cho nên khi mà chúng ta nhìn vào khung nhỏ thì đôi khi anh em sẽ cảm thấy khá là khá là hoang mang đấy. Ví dụ như ở đây nó có thể là đạt về đến 52.000 hoặc là 50.000 thì thực tế là nó cũng về test lại cái vùng đi sideways và test lại cái vùng râu nến ở trước đó mà thôi chứ không phải là những cái nhịp nào quá là, là là căng thẳng và chúng ta nên có những cái sự chuẩn bị trước cho những cái nhịp này thì nó sẽ ok hơn nhé rồi à, đó là đối với tình hình của bitcoin thì chúng ta view qua một vài các chỉ số khác đối với dom thì anh em nhìn thấy không dom nó vẫn là tiếp tục đang mặc dù đang chạm đến cái vùng cản ở trên này không đến ngày nhưng mà nó vẫn tiếp tục cái xu hướng tăng lên và đối với ở trên khung đến tuần thì điều này mình đã nhắc rất là nhiều lần rồi thì cái vùng hỗ trợ à vùng kháng cự cứng của Dom thì vẫn phải là uh, đã chạm đến cái vùng 58 rồi nhưng mà khả năng đi cái kiểu này thì nó vẫn có cái 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 xác suất là chạm đến cái vùng từ 60 cho đến 62 nữa. Đó, thế là một khi đo mà tăng lên thì anh em chứng kiến là on nó đang bị giảm gọi là là là, là không phanh luôn. Đó. USDT.D cũng tương tự tiếp tục là vẫn đang đi cái xu hướng tăng lên. Đó, vậy thôi. Mọi thứ nó vẫn chưa có một cái tín hiệu thực sự quá mạnh để cho thị trường phục hồi trong ngắn hạn nhé còn đối với spot thì vẫn cái câu chuyện cũ của mình nhắc nhở anh em thôi vẫn là cái giai đoạn này mình quan điểm vẫn là cái vùng mua ở cái vùng gáp thì trước mắt chúng ta mở cây nến đầu ngày này thì đang có một cái vùng gáp nhẹ gáp nhỏ thôi chứ không phải là gáp quá lớn nhưng mà dù sao nó cũng là một cái vùng gáp cho nên nếu nó có những cái pha lên đến cái vùng là 58 này 58 59 này thì khả năng cái nhịp này nó sẽ xảy ra ở trong phiên Mỹ thì anh em lưu ý là nếu nó lên đây thì mọi người cũng đừng có quá vui vẻ quá mà khả năng cao là nó sẽ là những cái pha lên test và fill xong cái gap này sau đó nó giảm xuống như ở đây thì có thể là nó sẽ có những cái pha đóng lên trên vượt trên và lên chạm EMA 89 ở trên khung H1 luôn đó ví dụ như ở đây thì khả năng nó sẽ lên quét stop loss ở các cái lệnh tối ngày hôm qua là 58.000 này nó có thể là nó quét lên đến tận 58.900 hoặc là 59.000 rồi sau đó nó mới giảm xuống à, cho nên là là anh nào mà đánh short thì phải stop loss với lại phải canh các cái vùng này một cách hết sức là cẩn thận nhé tại vì hiện tại đa số đại đa số thị trường đều đang short hết đại đa, đều đang short cho nên là lỡ nó có những cái nhịp kêu short thì chúng ta cũng đừng có quá bất ngờ trong tuần này thì uh, bắt đầu tháng thì như thường lệ vẫn có một số các cái tin đặc biệt là như các cái tin là ADP non farm hoặc là qua tuần sau thì sẽ có các tin về uh, CPI rồi sau đó đến giữa tháng cuối tháng chúng ta sẽ có thông tin về lãi suất đấy uh, nhưng mà cơ bản tuần này thì cũng khá là ít tin và tin nó cũng cách nhau ra cho đến ngày thứ năm thứ sáu thì chúng ta mới có các tin như là ADP non farm và tỷ lệ trợ cấp thất nghiệp còn là những cái ngày đầu tuần này thì cũng khá là yên bình ngày hôm nay thì đa số thị trường nó sẽ Uh, nghỉ lễ nhá, bank holiday ở bên Mỹ, hiện ra là thị trường khả năng cao nó cũng sẽ là chạy chậm. Uh, nhưng mà đến ngày mai bắt đầu thị trường mở cửa, thị trường Mỹ nghỉ lễ xong, thì ngày mai ngày 3 tháng 9 có khả năng là thị trường nó sẽ có những cái pha biến động rất là lớn, cho nên là mọi người phải hết sức lưu ý vào ngày mai ngày 3 tháng 9 nhá đại thì hiện tại vẫn là 26, đa số thị trường vẫn đang khá là hoảng loạn và chúng ta đối với góc độ spot thì cá nhân mình vẫn tiếp tục cái duy trì cái plan là DCA và chia vốn ra mua thôi, cái này chúng ta đã có plan rồi. Check qua liquid một tí thì hiện tại anh em có thể thấy là đa số thị trường đang rất là short, uh, short rất là đông luôn. Và hiện tại thì các cái vùng ví dụ như là 59.000 năm sẽ liquid các lệnh short này, 58.000 3, 58 bốn này, và bên này thì chúng ta thấy là mặc dù cái xu hướng của thị trường là xu hướng giảm nhưng mà ở những cái vùng ví dụ như năm 9.000 năm này hoặc là ở các cái vùng ở bên trên thì cái 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 lệnh để mà liquid các cái lệnh uh, short rất là nhiều cho nên cũng đừng có bất ngờ quá đối với những cái nhịp mà thị trường nó sẽ lao lên để nó kill short sau đó nó mới gãy nhá à, thì các anh em nào mà đang short thì hãy chú ý đến cái điểm này và anh em nên tính toán cái vùng mà chúng ta có thể bị hòa vào đám đông thanh lý trước khi thị trường nó sẽ chạy theo đúng cái nhịp của 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 anh uh, em mình dự đoán Đấy, ví dụ như ở đây đang có một cái vùng liquid long nằm ở 56 chín và liquid short nằm ở 59 ba thì chưa biết nó sẽ húp cái đầu nào trước thành ra là anh em đánh thì phải để ý cẩn thận đặc biệt là những cái ngày này thì đa số là anh em sẽ đánh khá là chủ quan bởi vì chúng ta cũng khá là bận à, nghỉ lễ không có follow kịp thị trường không có phản ứng theo những cái nhịp ở trong khung nhỏ Đấy, thì đó chính là những cái cơ hội mà thị trường nó hay hay, hay đi vào để nó em Rồi cơ bản thì vậy thôi Những cái chỉ số khác không quá quan trọng Thì ra mình cũng sẽ không có check nhiều cho mọi người đâu Chủ, ý, chủ yếu giai đoạn này Anh em hãy cứ tập trung vào Bitcoin Để mà đánh future Những cái đồng Oncoin khác Thì mình nghĩ là anh em có thể là ưu tiên Cho những cái đồng nào nó bị mất cái xu hướng Ở trong khung lớn Để anh em mở những cái lệnh short cho nó đẹp Cho nó an toàn Còn là những cái lệnh đồng coin nào mà nó không có entry thì chúng ta cũng không có nhất thiết phải đánh bởi vì giai đoạn này nếu mà đến long on coin nó cũng nguy hiểm mà đánh short on coin thì nếu bitcoin nó hồi một cái thì 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 on coin nó sẽ hồi rất là nhanh cho nên đoạn này mình đánh sẽ vẫn chính là tập trung vào bitcoin để giao dịch thì nó sẽ thuận tiện hơn bên cạnh đó thì có thể quan sát tiếp thêm phụ là con eth này thôi eth thì hiện tại vẫn đang khá là xấu rồi Đấy, tương tự như Bitcoin thôi, Bitcoin mà xấu thì thì ETH nó cũng không thể nào mà tránh được. Hiện tại như ở đây là ETH nó đã thủng khỏi cái vùng Fibo 50 này thì khả năng rất cao nó sẽ về đến Fibo 7 68 ở cái vùng là 2383. Đấy, thầy nên anh em nào mà đến long thì ít nhất là chúng ta phải quan sát ở đây và có tín hiệu thì mới nhảy vào long chứ còn không có tín hiệu thì cũng không có nên đi cản tàu. Còn nếu trong ngắn hạn nó có những cái pha hồi lên thì như lúc nãy mình báo anh em cứ À, hồi lên chúng ta canh những cái vùng cạn ở bên trên chúng ta sell xuống thì nó sẽ thuận theo cái xu hướng của thị trường hơn nhưng mà luôn lưu ý đến những cái vùng là liquid short này bởi vì hiện tại thị trường số lượng anh em đi short rất là đông à, cho nên là chúng ta không thấy thanh khoản chúng ta không thấy stop loss thì khả năng thị trường nó phải quét stop loss xong thì chúng ta mới 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 có entry À, cho nên để ý khi nào thị trường nó quét stop loss xong thì lúc đó mới nên vùng uh, vung vốn để mà chơi để tránh cái chuyện là chúng ta bị hòa vào đám đông và làm thanh khoản cho thị trường. Ok, đó là những cái nhận định ngắn của mình và hẹn gặp lại anh em ở cái buổi livestream stream à, kế tiếp. Mình sẽ bắt đầu qua livestream trở lại vào ngày 4 tháng 9 nha. À, tức là hai hôm nữa vào lúc 10 giờ sáng ở trên kênh YouTube của Farm Trading. Chúc anh em chúng ta có một kỳ nghỉ lễ thật là uh, tuyệt vời bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.